họ tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thành Dũng. Nguyễn Thành Dũng hả? Dạ. Anh Dũng qua ở đâu? À, Nguyễn Thành Dũng sinh năm 1979, em ở ấp Thành Thọ, xã Thành Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Dạ. Vậy là anh quê quán ở Tây Ninh. Dạ. Dạ anh Dũng năm nay nhiêu tuổi rồi? Em năm 79, sinh năm 45 tuổi. Dạ. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em liệt sĩ Bình Dương giúp, cụ thể là vụ việc gì anh? Dạ em nhờ đội tỷ Nguyễn Thanh Hải giúp tìm hai đứa con gái của em, đứa lớn là Nguyễn Ngọc Thiên Ngân, sinh ngày 26 tháng 10 2018, là nàng bé 15 tuổi, lại bé Nguyễn Ngọc Thiên Kim sinh ngày 26 tháng 5 2010. Hai bé giận mẹ la thầy cho nên bị người ta dụ trở đi mất. Tới nay khi về là hai bé đi lúc 7 giờ tối chiều thứ hai ngày 11 tháng 9 2023. Rồi nghe mẹ báo là hai đứa mất tích, rồi em chạy đi kiếm 3-4 ngày cũng được, em báo công an xã và công an huyện để nhờ tìm hai bé phụ mà không có thông tin gì hết, nên em đến đây nhờ đội để Nguyễn Thanh Hải tìm hai đứa con em còn đi nhà. Dạ anh cho em hỏi này, hai bé gái nhà anh, một bé là năm nay bao nhiêu tuổi và một bé còn lại là bao nhiêu tuổi? Dạ đứa lớn sinh 2008, năm nay 15 tuổi, bé nhỏ sinh 2010. Một bé 15 tuổi và một bé 13 tuổi. Hai em bé con gái của anh hiện nay còn học không anh? Dạ nó nghỉ học rồi. Nghỉ học? Ồ, sao nghỉ học sớm chứ vậy anh? Tại vì ba chơi không muốn học nữa. Nói với mẹ với ông bà xin nghỉ học. Dạ, con anh ấy, trước đây đã từng đi chơi hoặc đã từng bỏ nhà đi khi nào chưa anh? À, bé lớn có bỏ nhà một lần. Lúc 13, 14 tuổi gì đó, em đi tìm nghe cái lời bạn bè chạy tới thành phố của mình chứ là tính đi tìm việc làm. Còn bé nhỏ từ nào chưa đi mà bây giờ là hai đứa đi hết. Anh cho hỏi này, hai bé nhà anh có gây nên tội gì không mà bà xã giận mà hai bé bỏ nhà đi mà đi theo cái lời dụ dỗ của người khác như vậy? Hai bé thì thường thường lén đi vòng vòng kiểu chơi rồi về đó, nhưng mà ở nhà nghiêm khắc không cho đi. Mà mỗi lần đi là về mẹ hay la chứ là đánh đòn gì đó, rồi hai đứa giận rồi buồn đi, chứ là bị vui dỗ chở đi. Tới lúc mà đi tìm hai bé thì nghe bạn bè của hai bé nói là có một người đàn ông xăm mình đó, bịt mặt, nhìn thấy ông đàng hoàng chở hai bé phóng ba đi luôn. Rồi từ đó đến giờ là ai là người phát hiện được thông tin mà có một người đàn ông xăm mình mà bịt mặt? Bé lớp 8 là bạn chung trường của hai con gái. Dạ, người ta phát hiện được cái người đó, người ta phát hiện được cái người đàn ông mà xăm mình đã chở hai con gái của anh. Là hai con gái em lúc đi đó là có đi bộ lên nhà cái đó chơi, ngồi nói chuyện với ông gia đình xong rồi cái người đàn ông có chở đi. Ô mà không có thấy vận chuyển số xe, chỉ nhớ là đi cái xe chở đỏ tay ga, chỉ biết được xe tay ga màu đỏ chở một hai chị em đi luôn. Ồ, đi lúc đó khoảng bao nhiêu giờ anh? Lúc đó cái cũng 9 giờ mấy 10 giờ. Là chính cái người mà hiện nay phát hiện được thông tin là cái người là bạn con chơi với con anh, và chính hai con anh là hai bé đến nhà đó chơi. Đúng không ạ? Lúc đi là hai bé anh đi bộ, là có người đàn ông tới rước. Mà lúc rước đi là không thấy. Cái điều phát hiện ý kiến đó là hai bé đi bộ tới nhà của bạn đó là từ ở nhà ra đó là 10 cây số. 10 cây số mà đi bộ. Thì có người chở mới nhanh vậy chứ không có người chở thì bây giờ là biết chừng nào tới. Vậy là này có thể là con anh đang có sự bàn bạc tính toán từ trước hoặc có người khác sắp đặt. Dạ, có người vì vậy bạn. Vì vậy con anh lên kế hoạch để bỏ đi như vậy. Rồi kiếm hỏng dài là con bé nhỏ mới nhắn tin là ngày qua là nói với mẹ nó là con đang làm ở Đồng Nai, con đang bán quán bún cá 100 ở Đồng Nai. Mẹ nó kêu cho địa chỉ, mẹ tới
trước, nó nói là có mất làm con không cho được. Rồi mẹ nó không tin, nói là có người đang khống chế con của ông, nói gì cũng vậy đúng không? À, con gọi cho mẹ đi, rồi mẹ mới tin là gọi nó nói mà điện thoại hết tiền, xong cái em mới nạp cho bé ha, điện thoại bé 2.000, rồi xong rồi chút chiều bé gọi điện thoại lại nói chuyện với mẹ nó, là mẹ nó xác nhận là con gái chính là con gái của mẹ nó, rồi xong rồi kêu nó gọi gửi địa chỉ kia mà nó không biết địa chỉ, nó chỉ biết nói là ở Đồng Nai thôi. Nhưng mà cho tôi nghĩ là con gái tôi đang bị khống chế, là không biết địa chỉ, không tin chỉ được. Anh đang sợ là con gái anh đang bị người ta khống chế. Dạ. Dạ. Hiện nay là hai con gái của anh, một bé 13 và bé 15 tuổi, và đến giờ phút này là vợ của anh là xác nhận là đúng tiếng con của anh đang ở đâu đó. Gọi điện thoại nói chuyện nghe tiếng con gái. Dạ, nhưng mà hiện nay là địa chỉ cụ thể là chưa có. Dạ. Chỉ nói là bên Đồng Nai thôi, còn hiện nay vũng cá Đồng Nai nhưng chưa biết ở đâu. Dạ, đúng rồi. Nói ai đó thôi chứ không có địa chỉ. Dạ. Anh cho hỏi là hai cái tấm hình này của con của anh ấy là tấm hình gì, lâu chưa? Dạ, anh thấy mới đặt được cái tấm hình con bé lớn này là nó mới chụp nay mấy ngày. Dạ. Còn cái tấm hình này là lâu rồi. Hai cái tấm hình này so với bên ngoài là bé có giống nhau không anh? Còn cái tấm hình cái này thì giống, còn bé này nhìn nó khác. Hơi khác một xíu đúng không? Dạ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt cảm thấy đúng không? Con bé nhỏ này, con mặt ở ngoài nó bự, nó mập hơn. Mà chụp đây thì cái mặt nó mỏng, chắc là do áp. À, chụp trong kia này cái mặt nó nhỏ hơn đúng không? Còn bên ngoài nó mập hơn. Dạ. Yeah, hai bé nhìn nét mặt cũng có thể rất giống nhau. Dạ. Nhìn bên ngoài thì rất dễ nhận diện. Dạ. Bé lớn là 15 tuổi, là đặc biệt là có một chiếc răng khảnh nha, bên tay phải. Dạ. Đúng không? Một hay hai, có một chiếc răng khảnh bên tay phải. Và bé gái có không anh? Bé gái thì chắc không có. Bé gái chắc không có đúng không? Còn bé gái, bé hai bé con của anh là cao, đặc điểm nhận dạng là cao mét mấy? Bé Nguyễn Ngọc Kim Ngân trên Nguyễn Ngọc Kim Ngân. Nguyễn Ngọc Kim Ngân trên 2m8 là cao 1m55, nặng khoảng 54 kg. Dạ. Còn bé Nguyễn Ngọc Kim Kim cao 1m65, nặng khoảng 65 kg. Ồ, vậy là hai cái hình này ấy, nếu thế này là hai cái hình này là so với bên ngoài là nó khác nhau, nó không giống nhau được. Vì hai hình này bên ngoài nếu nhìn thế này thì không thể, người không thể cân nặng cao như vậy được. Cái này chụp ác lắm, nhìn cái mặt nó nhỏ là thôi chứ ngoài là bự. Ngoài là bự con hơn đúng không? 60 và 60 kg, hơn 60 kg là rất lớn. Dạ. Lớn con á. Dạ, có thể là bên ngoài thì người ta không phát hiện rằng là tuổi con anh. Đúng không ạ? Dạ. Nhìn thì tưởng là con anh tuổi 18 đúng 10 rồi. 17, 18 rồi. Ừ, nhưng mà thực sự là tuổi này rất nhỏ. Dạ, dạ, có mới 13, 15 tuổi rồi. Dạ. Vậy thì hiện nay gia đình mình trình báo cơ quan công an thì người ta trả lời sao? À, em có hỏi ý kiến của công an xã, nói nhờ gọi địa chỉ nãy tìm chức vụ á, anh Hoàng nói tùy anh cũng nhờ về cái nhờ. Còn em có thông tin là con gái em tin về em báo lên công an huyện á, thì anh công an huyện nói là thì anh kêu mẹ bé chạy qua đó tìm đi. Mà anh công an huyện nói là coi em nói dạ. Và hiện nay thì hai con của anh đã bỏ nhà đi, đến giờ phút này từ hôm đi đến giờ phút này mới báo tin cho gia đình một lần. Dạ, cái là con bé nhỏ nhắn tin với mẹ thôi, còn cái lớn thì tất là không nhắn tin, không liên lạc về nhà. Anh có nghi ngờ học anh có đang muốn nghĩ suy nghĩ rằng á là có thể là hai con anh đi cùng một lúc, là một người đàn ông sang mình trở đi. Dạ. Nhưng đến giờ phút này có thể là hai con anh hai địa điểm khác nhau không? Dạ có, con bé đó. Nhỏ con bé nhỏ nói là mẹ nó hỏi còn chị con đâu, mấy nhỏ nó con không có đi chung, bây giờ không biết chị đang ở đâu nữa. Dạ, có nghĩa là có đi chung nhưng hiện nay là không đi chung nữa. Đúng rồi. Tách ra rồi. Dạ, tách ra rồi. Dạ. Không biết bé cái lớp đang ở đâu. Bởi vì tách ra thì chúng mới xử lý, mới làm việc mới dễ được. Hoặc chúng nó khống chế, hoặc chúng nó làm những hình thức khác thì mới dễ được. Còn hai chị em có thể là tâm sự với nhau thì rất khó trong một cái cuộc bàn bạc, đúng không ạ? Dạ. Dạ, đây là nếu mà lúc mà hai con ở nhà thì em gặp hàng ngày mà nhắn tin gọi điện nói chuyện con hàng ngày, nhưng mà từ lúc hai con đi là chặn Zalo, chặn số điện thoại, chặn Facebook em hết luôn, em không có liên lạc được. Theo anh đánh giá là con anh ở nhà là có ngoan không? Theo anh hai con em thì ở nhà thì rất là ngoan, nó cái lời cha mẹ bao giờ mà khi nào mà đi chơi thì khi bị mẹ đánh nó mới giận hờn thôi. Vậy là con anh cũng rất muốn đi chơi đúng không? Dạ đúng rồi, ham chơi, chơi nhà cũng đồ bó. Dạ. Không thích cái đồ chơi đấy. Dạ. Dạ. Ngoài bị đám dỗ từ dạ. Nhưng mà thực sự là đến giờ phút này là con anh đi thì anh em ở chí Bình Dương đang ghi nhận và đang xem xét cái nội dung cái câu chuyện của anh. Dạ.
các anh em này đang nghĩ rằng con của anh có thể là bị dụ vào các trung tâm massage đó, mà bây đang bị một số đối tượng xấu lợi dụng. Em nghe là hai con gái em nói là nó không muốn cha mẹ lo lắng, là muốn tự đi tìm việc làm, kiếm tiền tự lập, sống lo bản thân, khi nào có tiền rồi mới về. Ta thấy là nhắn tin con anh nhỏ nhưng mà nhắn tin bạn bè rồi bạn bè chụp gửi lại gì? Con anh nhỏ nhưng mà đang có ý nghĩ như vậy là thực sự là không thành công đó, bởi vì tuổi đời rất nhỏ này là ra ngoài là người ta dụ thôi. Yeah. Chứ hai bé hồi lớn đủ 18 tuổi có giấy tờ là gia đình sẽ sắp xếp cho hai bé công việc ổn định. Yeah. Chứ chưa có giấy tờ thì ra ngoài xin việc rất là khó. Mới đây anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm mà ghi nhận là một câu chuyện mà giải cứu là một thiếu nữ là hơn 17 tuổi mà sinh năm 2006, quê ở miền Tây, rất đẹp gái, nói chung là đẹp hết sức đẹp đó, cao 1m6 mấy 1m7, cao 1m7 đó, cân nặng chẳng 55 ký gì đó, nói chung là người rất đẹp, khuôn mặt rất ưa nhìn. À, cũng chỉ vì là xin việc làm trên mạng, trên Facebook, và đã bị một số đối tượng xấu nó dụ từ miền Tây về đất Bình Dương, nói là vô đây bấm bài hát và chỉ có rót bia thôi, không phải làm gì hết. Lương mức lương là khởi điểm là khoảng 40 triệu, vì vậy bé trốn gia đình và đến đây là cuối cùng là bị chúng nó dụ dỗ và nhốt trong một cái chung cư rất cao tầng là 11 tầng đó, ở phòng là 911. Anh em ở dưới Bình Dương đã tìm cách giải cứu được ra và bỏ chạy và trốn đi luôn, hoặc là mình chở đi trốn một trong đêm luôn ấy. Mà bé nó chia sẻ là bé đã đang phải ký một cái giấy, là cái giấy gọi là giấy bán thân trị giá là 700 triệu bán cái quý giá nhất của một người con gái đó để cho một người nước ngoài đó. Và bé nó chuẩn bị khi bán xong một lần đó là một số đối tượng má mì lấy tiền, mà bé là hoàn toàn không được gì. Sau đó thì chúng bán bé này vào các trung tâm massage thực thụ để hành nghề, ép phải hành nghề, nếu không hành nghề thì sẽ bị đánh. Chính bản thân bé đấy cũng bị tát một lần. Và bé chia sẻ là trong đó còn khoảng 20 mấy bé nữa, và có một người má mì năm nay 26 tuổi đó, mà rất tiếc là ở đó là chung cư lúc nào có 2-3 người xăm mình đó, rất nhiều đồ nghề hàng hóa canh gác rất cẩn mật, vì vậy để ra được mà giải cứu mà thoát được thì rất khó đó. Đấy là phải nhờ sự cơ quan chức năng vào cuộc hoặc phải có gia đình lên tiếng. Nhưng mà rất nhiều bé tình nguyện, mục đích chính ham tiền vì dụ dỗ. Nhưng đặc biệt là bé này là chia sẻ là làm trong đó là gửi được hơn 30 triệu, nhưng đến khi về là mất trắng vì là gửi không giấy tờ. Một bàn này tiếp bia phục vụ khách nhà là chúng và một số đàn ông người ta vô đây để phục vụ là thường người ta bo 500 ngàn đến 2-3 triệu đồng, nhưng xong là ra má mì lột hết đó, má mì nó là giữ lại giữ chỗ đó, là câu chuyện có thật đấy. Cũng cuối cùng là anh em điều trị Bình Dương cũng giải cứu về được là buổi đêm đấy. Còn nhiều câu chuyện khác là anh em điều trị Bình Dương vào trực tiếp các trung tâm massage để cướp sấn để chạy về nhà luôn đó, về đây để ghi hình và chia sẻ cái câu chuyện. Mới đây thì cũng chia sẻ một ba trường hợp ở quê ở miền Tây, rồi là quê ở khu vực ở phía Tây Nguyên đó, toàn 13-14 tuổi thôi. Đến giờ phút này các bé cũng nói là phục vụ một lần gọi là massage như vậy đó, để cho các quý ông đó, là 170 ngàn, ra là chủ quán lột luôn, mà ông chủ đó có 5 quán liền đó. Mà thường xuyên là ép buộc đêm là nhốt luôn, không cho bé sử dụng điện thoại. Nếu sử dụng thì là phải được sự đồng ý, phải có người cận canh gác. Ăn uống thì vẫn được ăn uống Hà Nội. Anh em cướp sấn được ba bé về đây thì cuối cùng đến giờ phút này giải cứu thành công. Và hiện nay đường dây và ông chủ đó hiện nay cũng đã bị truy tố rồi. Nó mới truy tố lên báo rồi. Đó là có thật. Còn nhiều câu chuyện khác ở Biên Hòa, ở Đồng Nai, ở Bình Phước, đúng không? Ở Bình Dương, những tỉnh lân cận là anh em ở trên Bình Dương giải cứu trong những năm 2021-2022 vừa qua rất nhiều. Phải là hàng vài trăm ngàn trường hợp, có nhiều trường hợp một lúc một giải cứu mấy chục nữa đó. Rồi ra giải cứu là mãi Bình Thuận. Thế nên hy vọng là hai bé gái này, nếu như các bé đang xem được video này hoặc vì ai đó phát hiện được thông tin hai bé gái này đang ở đâu, thì hãy âm thầm báo tin cho anh em ở Bình Dương để các anh em tìm cách để cứu giúp các bé quay trở về nhanh nhất có thể. Bởi bất kể một ai đó đang giam giữ hoặc đang khống chế hoặc đang lợi dụng các thiếu nữ, đặc biệt là dưới 16 tuổi, mà từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là cái khung hình phạt vô cùng cao đó, nếu mà xâm hại hoặc bạo lực hoặc đe dọa hoặc khống chế hoặc làm cho bé sợ hãi phải nghe theo lời, thực hiện theo lời chỉ đạo của mình đó, thì những người đó đều vi phạm pháp luật đó. Hy vọng là các cô chú anh chị, đây cũng là một bài học
rất nhiều các thanh thiếu niên trong thời gian vừa qua, anh em ở Chính Bình Dương đã cảnh báo và đăng tin rất nhiều. Nhưng đến giờ phút này là một câu chuyện tiếp theo, là một gia đình hiện nay có hai bé gái 13 và 15 tuổi, hai chị em đi cùng một lúc, mà hai bé nhìn cái tuổi đời này cũng rất xinh gái, cũng lớn rồi đó, lớn con nhưng mà nhỏ tuổi đó, đôi khi giận gia đình, nhiều bé giận gia đình là bỏ đi lỡ đêm và ra ngoài đường là có người chở đi luôn đó. Anh có điều nào anh muốn tâm sự trên video này? Nghe em nghe con bé nhỏ nó kể lại với ba với mẹ nó là nói con đi rồi đi chơi thôi, nhưng mà cái người đó chở đi rồi tới khi con tàu về người nó không chịu trở về, là cứ dụ đi chở càng ngày càng xa rồi không biết đường về, đã lên xe rồi thì không bao giờ về được. Đó, lên xe là chúng tìm đủ mọi cách không bao giờ về được, xuống xe không xuống được, buộc lòng phải nghe được sự chỉ đạo của chúng. Đó, hy vọng là đây cũng là một bài học, nhiều bé đi uống nước và xin lên đi cùng gia đình hoặc đi cùng với bạn, chỉ lửa tiếng 15 phút là về, nhưng cuối cùng là đi không về được. Chúng cho uống một chai nước là không về được, về không nổi, không biết đường về luôn. Đó là câu chuyện có thật. Đó. Đó, anh còn điều là anh muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là con gái của anh xem được. À, sáng nay ba cũng có nói với, nếu mà hai con có coi được cái video của hiệp sĩ Nguyễn Văn Hải này, ba với mẹ với ông bà ngoại đã đi tìm con mấy ngày con ăn uống ngủ được, giờ ông ngoại con bệnh sắp chết rồi, con hai đứa có coi cái clip này thì quay về càng sớm càng tốt để cho ông ngoại bà ngoại mừng, cho mẹ mừng, để mẹ với ba có tinh thần đi làm việc luôn. Hai đứa con về đi rồi khi nào đủ tuổi làm giấy tờ rồi đâu đó đầy đủ rồi ba mẹ sẽ sắp xếp công việc của con cho hai đứa làm, có tiền là tụi con không tự làm. Bây giờ tụi con chưa có giấy tờ tùy thân, đi tới đâu người ta cũng không nhận con đâu, với lại có những chỗ nhận con là những chỗ đó là phức tạp, ta sẽ lừa đảo bán con vô đó, chứ rồi con không có được, con làm chết cái bản thân con chứ con không được nhận lương, không được nhận tiền. Bởi vì cái này là trên mạng đã chia sẻ rất nhiều, ba đã từng nói với con nhiều lần, các con không nghe lời, không quan tâm, nên bây giờ hai con đi là ba mẹ ở nhà lúc nào cũng lo sợ hai con gặp những người kẻ xấu như vậy đó. Rồi sau cái này là muốn cộng đồng mạng thấy cái video này chia sẻ mạnh tay để tìm hai con bé của em về để cho nó về nhà an toàn. Cảm ơn cộng đồng mạng và những anh em mình sẽ cái câu chuyện mà anh hiện nay là một gia đình mất đi một người con thân yêu của mình, đúng không? Đã là rất đau xót. Nhưng đến giờ phút này hai chị em cùng bỏ đi cùng một lúc, mà đến giờ phút này thông tin không lành mạnh là hiện nay có một người xăm mình, kín mình, có nghĩa rằng bịt khẩu trang, thì chắc chắn là người ta bịt như vậy mà không xin phép, đúng không? Người ta không thông báo cho gia đình thì chắc chắn là người đó chưa hẳn là người tốt rồi, đúng không ạ? Vì vậy nên có thể là con anh đang gặp cái vấn đề gì đó nó không được an toàn. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được những hình ảnh, những thông tin nêu trên thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bất kể ai đó đang giam giữ tất cả thiếu nữ hoặc khống chế lợi dụng hoặc làm mục đích gì đó xâm hại đến tất cả các bé, là những người đó đều vi phạm pháp luật. Và trong thời gian vừa qua anh em hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương đã ghi nhận và đã đăng tải cũng đã rất nhiều, mà đến giờ phút này rất nhiều các em hiện nay, các thanh thiếu niên đã bị khởi tố vì lý do là lợi dụng, xâm hại, yêu đương đó và lợi dụng. Hy vọng là các bé nếu ai đó xem được video này thì hãy thả các bé ngay lập tức, hoặc các bé gái này nếu xem được video rồi hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương đăng tải lên thì các bé hãy liên hệ hoặc âm thầm hoặc nhắn tin giúp anh em hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương các chú tìm cách cứu giúp các con quay trở về nhanh nhất có thể. Dạ, cuối video em chúc anh cùng với gia đình luôn mạnh khỏe. Hy vọng là trong những ngày tháng tới thì anh em hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương sẽ nhanh nhất có thể để tìm ra thông tin chính thức con anh đang ở đâu, giúp anh quay trở về anh nhé. Rồi xin chào anh, cũng cảm ơn đội sẽ đưa ra tất cả mọi người.